Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Sự cố lộ đồ bảo hộ luôn là nguy cơ mà mỗi idol nữ gặp phải nhiều lần trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, có nhiều idol nhất quyết không để điều này xảy ra với đồng đội khi sẵn sàng ra tay bảo vệ họ. Thứ nhất, Moonbyun của Mamamoo. Trong một phần trình diễn, Moonbyun của Mamamoo nhận ra Solar có nguy cơ lộ quần bảo hộ vì chiếc quần short bị kéo lên quá cao nên nhanh tay kéo ống quần đồng đội xuống. Thứ hai, Sochi của ESID cúi xuống để xem được tấm bảng trong chiếc váy không tay, Hani suýt lộ vòng 1 trước máy quay, thế nhưng đại tỷ Sochi đã kịp lấy tay che lại cho Hani. Thứ ba, Yeomyeon của Twice. Trong khi Twice chơi trò chơi để không bị ngã trượt xuống nên Daehyun đã bám cả hai tay vào thành mà quên mất mình đang mặc váy. May thay thì Yeomyeon lúc đó cũng mặc quần nên đã đứng lên giữ váy cho Daehyun. Thứ tư, Seunggi của Red Velvet. Khi bước ra khỏi xe, Seunggi vẫn nhớ rằng Wendy đang mặc váy ngắn nên đã lấy chăn che cho đồng đội, tránh tình trạng hớ hênh trước camera. Thứ năm, Jiho của Omegon. Khi Yuna đứng dậy từ ghế, chiếc váy quá ngắn bị kéo lên cao, Jiho lập tức giúp Yua kéo xuống, đồng thời chỉnh lại váy cho bạn. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!